Xin kính chào quý khán giả, các bác, cô chú, anh chị. Tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Hoa Nắng Vùng Cao. Cũng khá là lâu rồi San không có mặt tại bản Lùng Thàng. Mà ngày trước mà cháu ở trực tiếp làm cái căn nhà khá là khó khăn ở tại đây cho anh Tùng, chú của cô các bác. Thì đợt vừa rồi cháu có đi thăm anh Tùng, nhưng mà anh Tùng không ở nhà. Đợt này thì ngày mai là cũng là giảm 14 rồi. Thì hôm nay anh Tùng ở nhà, cháu cũng vào xem nhà cửa một chút, cũng như là xem tới cuộc sống ở tại trên nhà sẽ như nào. Các bác cô chú anh chị còn nhớ cái hồ này hay không? Cái hồ này thì gắn liền với mình để mà bơm nước lên trên cho xây nhà anh Tùng ấy các bác. Thì đã vừa rồi là bà con súp lại. Bây giờ không có rào và con trâu hầu như đây các bác xem này, con trâu tám ở đây thôi. Con trâu tám ở đây cho nên là mình thấy là khá là bẩn. Tuy nhiên thì bà con dặn rũ quần áo đến mùa khô là chủ yếu là dùng cái nước này. Còn mùa mưa ấy thì bà con ở trên nhà vẫn chứa được một chút, bởi vì hiện tại đang là mùa hè mà mùa mưa ấy. Đấy, chính là ngôi bản này thì là một ngôi bản thiếu nước, không có một cái nguồn nước nào dù rất nhỏ, chỉ có đi chợ về ăn uống hoặc là ăn nước mưa. Rồi ngoài ra đây là sinh hoạt cho bà con ở trên này, như là nuôi chăn nuôi gia súc các thứ. Và bây giờ thì mình sẽ đi lên nhà anh Tùng, mấy các bác đi cùng với cháu đi vào nhà anh Tùng xem thử nhà cửa các thứ, cái cuộc sống đã ổn định hay chưa. Lúc mới đầu mình bắt đầu làm nhà cho nhà anh Tùng á là mùa khô và còn không có nước. Đặc biệt là ngô ở đây còn chưa trồng. Còn bây giờ một mùa vụ ngô đã hết rồi, đã bà con đã bẻ hết ngô các bạn. Nên là mình tiếp tục đi bộ vào bên trong nhà anh Tùng. Mùa này lại tiếp tục đến một mùa vụ táo mèo rồi. Giờ ngoài ra như là măng khô, chẩm chéo thì nhà cháu cũng có nhá. Hiện tại thì những cái chẩm chéo nhà cháu á, các bác mua một lọ 100.000 thì cháu sẽ tặng một lọ nhá. Cứ một lọ 100.000 là cháu tặng thêm một lọ. Đây, khu này thì ngày trước mình có kéo ống nước cho nhà anh Tùng đi vào từ đây. Đây, hiện tại thì cháu gần đến nhà cũ của nhà anh Tùng rồi. Nhà cũ nhà anh Tùng là trên này nhá. Cái đợt trước mà cháu thấy đây như quả lê ở đây. Bây giờ vẫn còn quả lê, không biết là có ăn được hay không nữa. Lát nữa mình hái thử một quả xem nào. Còn nhà mới nhà anh Tùng là bên dưới này nhá. Khu này rất là nhiều bí luôn. Cái này của em trai anh Tùng. Vừa nãy cháu bảo ở đây là quả lê lai đây. Đây, các bác xem này. Ngọt đấy. Cái quả lê này không có phun thuốc. Quả lê cuối rồi. Ở đây thì tại vì nó xấu quá nên không bán được. Lê cuối mùa rồi. Nhưng mà nước rất ngọt luôn. Ôi dồi, tiếc hết. Tí trời cũng chưa. Ngô này là không phải ngô lai nhỉ? Không phải. Mình cây nó cao. Cái quả này chắc chắn là hỏng rồi các bác nhá. Đấy, khô như những quả xanh xanh này ăn được này, nhỏ xíu thôi, nhỏ bằng chưa bằng cái quả trứng. Ngon thật. À đây, nhà anh Tùng đây. Không biết là anh Tùng chuyển xuống đâu chưa? Chuyển đâu đó rồi. Này, vừa thấy con nhà anh Tùng đi đâu về. Anh chào chị nhá. Vâng. Ui, có bánh kẹo dưới cái này lại quên mất không cầm lên cho mấy bé. Quên không cầm lên. Anh Tùng ơi, đang làm gì đây? À đây các bác ạ, đợt vừa rồi là sau khi làm xong nhà là mua cái xe này. Cái xe này không biết là cái xe này bây giờ đi được không? Đi được. Vợ không đi à? Vợ cũng đi một tí một tí. Từ đây xuống được dưới đường không? Nó đi thì thôi. Vừa nãy hai mấy quả lê ở ngay bên nhà ngon nhá. Ngọt không ngon đâu. Ngon hả? Ngon đấy. Ngọt cực luôn.
Thì tại vì ở trên này có nhiều anh em mọi người thấy không ngon đâu chứ mình thấy ngọt lắm. Vâng, à, hết nó hết rồi. Coi nhớ đấy nhé. À, các bác cái đẹp vừa rồi thì mình có là biển này bây giờ vẫn rất là chắc chắn rồi. Có dán ở bên viền bên ngoài này dán keo á. Thì nhà cũng có vẻ như là được mấy tháng rồi đấy. Màu sân 4-5 tháng rồi. Màu sân thì vẫn còn khá là mới. Hello con. À, mình vào bên trong nhà đi. Em vào nhà tí á. Ừ. Vừa lau nhà xong à? Dạ đúng rồi. Sắp thấy ướt ướt này. Lau nhà xong à? Mấy bé vừa đi tắm hay làm gì đấy? Nó em trai nó bảo là thả cái bể kia xuống. Bể trên này á? Chỗ này. À. Sạn vào để cho chứa nước á? Chứa nước vào. Ui ở vùng cao này nhiều con nhện chưa này? Vâng. Này. Cái này phải lâu lâu phải lao đi, à, phải vâng. Lấy cái gì? Lấy cái gì lao cho nó? Lao đi. Vâng. À. Ui ở trong bếp đây. Vâng. Ăn chưa chưa? À, ăn rồi chưa ạ? Ăn rồi. Vâng. Đang nấu cái gì đấy? Là em chay nó muốn đồ hai cân mỡ rán mỡ. Rán mỡ à? Vâng. À. Như này là ổn rồi. Cuộc sống như này là cái căn bếp ăn ở cơm ở đây được nhưng thôi nhé. Khá là rộng. Tại vì ăn ở đây hết toàn bộ ở bên trong nhà thì không có ăn cơm ở bên trong. Mà đúng không? Chỉ đi phòng mít đi. Ừ. Mời cho đi. Không nóng một tí nào đâu các bạn ạ. Ừ. Mùa hè nhưng mà tại vì đây vùng cao mà. Bây giờ mình vừa vào đây nhưng mà thấy rất mát luôn. Vùng cao mặc dù là tôn thường nhưng mà rất mát. Thì vùng cao thì cháu thấy là lập tôn thưởng cũng được, đỡ tiết kiệm đi cái phần nào. Nhưng mà nếu mà có kinh phí, có những cái gia đình mà có điều kiện ấy, thì lập tôn xốp cho sợ mưa đá, anh Tùng nhờ. Sợ mưa đá, chứ còn tôn thưởng nó cũng không nóng tí nào luôn. Bây giờ là hai đứa con ngủ bên kia à? Ừ, bên kia nhưng mà anh chưa mình chưa làm được cái tủ. Tủ, cái tủ gì? Dùng kia. Tủ gì? À anh địch bảo cho anh dễ làm tủ á. Thế là còn mới một giường à? Thế các con cũng ngủ đây luôn. À. Đây còn một phòng này trống không này. Phòng này để thóc á? Cái này thì của em trai nó chở dưới đám về thì chuyển mua sang đây. Nhà nó được trang lắm, nó không biết à. Nó để nó nắng nắng nó biết chẳng biết đấy. Ừ. Đang nó mà dễ làm đường ấy, dùng nó một cái tổ thì giờ đi ngồi vào góc đâu xem từ cái bể này sao sao lại mùa này lại dứa đã tại mưa rồi lại dứa này mấy hôm nó không có nước đâu chứ. Ui mấy cái nước này nước ăn của gia đình này. À, nhiều con muối lắm các bác ạ. Rất là nhiều muối. Nhưng mà cái này á, là bây giờ còn tôn ngày trước là ăn bằng hoàn toàn bằng pro đấy. Phải. Răng vàng hết rồi bây giờ. Răng vàng là cái gì? Răng vàng thì bình thường. Nó có độc ấy. Nước đấy nó có độc thì dính vào răng thì nó đang... nhưng mà bể này còn đầy nước mà. Nó là chút đầy thì thôi nhưng mà em trai bảo là không xài mấy thì sợ. Có xả vứt đâu, cái này toàn cả đống này. Xả vứt xong lấy hướng vào xả hơn này. Ừ, sao không rửa sớm đi? Tí lại không có nước. Không có nước như năm ngoái phải ăn cái nước ao thì đúng là toang hơn đấy. Nước này phải rửa rồi này. Hứng từ tôn này này, tôn này mới sạch. Chứ pro như năm mà nó chắc chắn nó sẽ xài rồi. Ừ. Còn test trên này còn nước không? Cút đầy rồi. Đầy rồi à? Đầy luôn rồi. À. Ừ. Chỗ này như là còn hai bao xi. Vâng. Như chỗ này là để nuôi để đồ nuôi lợn à? Vâng, cái này để nuôi đây. Ôi giời, khủng khiếp chưa? Các bác xem con nhện này. Vâng.
Đấy, dính đồi con nhện này. Bảo vợ là nó làm lấy cái que lấy cái chổi á, khuấy khều khều hết đi. Nó cũng sạch. Úi dồi ôi, cái dàn su su này. Nhìn cái ngọt su su ngon đấy. Các bác xem kìa, cái dàn su su kìa. Mà nó nhà ăn ngon đấy. Anh không hái ngọt ăn à? Cái đấy ngọt không hái, nhưng mà chỉ hái cái quả thôi. Thế sao không hái ngọt? Không, cái đấy là của em trai thì hái. Ừ. Nhưng mà không làm dàn nhỉ? Không ăn được hết đâu, cho anh ăn một tí cũng ăn hợp. Không ăn hết đâu mà. Không ăn hết đâu mà. Mùa này ở trên này có này rau bí này. Rất nhiều rau bí, thì khỏi phải nói rồi. Ngoài ra cái dàn su su này trèo lên những cái cây, hình như là có quả rất nhiều. Chung là mùa này trên này thì rau thì không thiếu nhỉ. Yeah. Và sẽ ăn quả bí nữa, su su thôi. Ừ. Xem thử cái test xem nào. Vâng. Đây còn nước không? Hai đứa con đâu hết rồi? Ừ, à đây. Ừ. Tết còn nước không con? À. Đây trước mình làm cái vòi này. Bây giờ nó cái vòi nó còn ngược lên như này. Vòi này là làm được 8 anh. Khá là cao, 8 cũng được. Mấy đứa nhỏ 8 cũng được. Đấy. Test là đầy rồi. Đầy đến đây rồi. Còn tí tẹo trên này thôi. Hình như là con gà nhà anh Tùng còn ở đây này. Cái góc này. Mỗi mình anh ấy thì gọi là làm chuồng gà các thứ. Rất là khó. Khó có thể là tự mình làm chuồng gà được. Cho nên là cái cuộc sống bây giờ có vợ thì còn hai cái. Nồi cơm hỏng hay sao? Nó cháy cái... Mấy nồi cơm là cháy hết à? Cháy hết rồi. Ừ. Dùng một tanh nước để làm nhà dùng được bao nhiêu tháng? Nên cái Tết kia? Ừ. Chắc là một tháng chứ. Một tháng. Một tháng. Nhưng mà một tháng thì uống ăn dùng chưa xong thì trời này mua rồi. Nhưng mà thời gian sắp tới là... Chắc từ bây giờ là ít mưa dần rồi ấy. Vâng, thời gian này... Ít mưa dần dần ấy, bây giờ sắp tới là phải xả đầy này. Tết bể trên kia đầy chưa? Bể trên kia đầy rồi. Ừ. Với là tất cả những cái thùng này nữa. Vâng. Xả đầy hết đi, không là đến mùa mưa lại không có. Vâng. Lại đi xuống múc ao ăn. Trời ơi, nghĩ nó mà ghê. Mà. Con trâu bây giờ tắm suốt ngày cả. Con trâu năm nay nó không rào. Năm nay không rào. Không rào thì con trâu toàn là đi tắm. Tắm suốt ngày thế làm sao mà vừa tắm vừa đái vừa ỉa vào chỗ. Mấy nữa làm sao dám ăn. Ngày trước cũng thế thôi. Ngày trước mà. Vẫn tắm suốt vẫn ăn. Sợ. Bây giờ thì cháu đi quanh quanh một chút. Vẫn còn ngày trước vẫn còn gạch này. Thì cái gạch thừa. Thằng đấy là phải nhặt gọn vào cái gạch này. Hồi sau này còn cần để xây cái gì đó, xây bệ hay cái gì đó. Đằng này lúc chúng cháu có làm ấy thì cháu xem lại một chút xem là những cái nối keo, đặc biệt là nối keo ở trên những cái tấm cái gì nhỉ, cái máng nước á. Là không có bị rò rỉ nước được không ạ? Anh Tùng, bây giờ trời mưa cái chỗ này nó có bị giỏ nước không hay là giỏ một tí? Giỏ một tí thì không có bị ướt bên trong đâu đúng không? Vâng. Nhưng mà nhìn có vẻ như là nó cũng không bị ướt mà. Không nó chỉ giỏ một tí xuống đây đúng không? Vâng. Nó không có đến xuống ở đây đâu đúng không? Vâng. Thế là ok rồi. Vâng. Nó bên trong này các bác xem là khi mà có cái lò, cái bếp này á, có cái lò đốt như thế này là khói nó ra chỗ này rất là ít, ra rất là ít chỗ này thôi, và hầu hết là nó sẽ thoát từ bên chỗ đấy đi lên ở trên. À, nên nếu mà bình thường mà em nghĩ là nếu mà không có cái lò thì anh đốt vài tháng vừa rồi là những cái chỗ này sẽ bị đen hết. Như này là ok rồi. Thế là mấy nay là gạo là kiếm ở đâu? Gạo á? Ừ. Gạo thì nó chả nó cho em trai cho à? Ừ. Cố gắng kiếm vai các thứ cũng phải vai thôi đúng không? Bây giờ thì nói chung là nhà cửa cũng không còn lo nữa, chỉ có lo ăn uống thôi.
cũng có vợ rồi. Vợ bên à, tức là kết hôn, đăng ký kết hôn rồi đúng không? Rồi anh bảo hôm qua đi vào xuống xã thì nó cũng bảo là 2 tháng nữa là vượt ra tòa của vợ cả chút thì 2 tháng nữa nó mới đăng ký hôn rồi. Vừa ra tòa làm cái giấy ly hôn đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà vợ bên kia có về không? Vợ kia có không, về chưa? Không về nữa. Bây giờ nó không về nữa? Nó nghe thế là mình có vợ rồi, nó không về nữa. Nó không về nữa, nó không không... Chắc chắn nó bổ mình, nó mới trốn đi rồi, nó có 2 đứa con ở Trung Quốc rồi. Nó có 2 đứa con rồi, chắc nó không về. Không, nó đi xuống dưới kia nghe thế, cái thằng... Cậu... anh trai của nó đấy hả? Nó đi làm thuê ở Trung Quốc, nó thế, có 2 đứa con rồi. Nghe thế của cậu nói thế. Thế thì chắc chắn nó không về nữa. Đúng không? Đúng. Còn cái vợ thứ hai nữa, nó mà... Nói chung là nó thì nó không có con với anh thì nó nó không, nó thì về đó chẳng có quyền gì. Vâng. Vợ thứ hai là không làm giấy kết hôn đúng không? Không làm. Thế thì kệ nó. Vâng. Đêm ngủ ở trên này có cần đắp chăn không? Đêm cũng đắp chăn. Cần đắp chăn à? Vâng. Mùa hè đấy các bác. Tức là mùa hè nhưng mà ở trên này là không cần dùng quạt luôn. Chả bao giờ dùng quạt. Bây giờ chúng cháu ngồi trên này nhé. Các bác thấy này, trên này là bờ đô nhé. Nhưng mà ngồi ở dưới này rất là mát. Ngồi đây thôi. Ở trong này còn đốt lửa nữa. Nhưng mà mình cảm thấy là rất là mát luôn. Bình thường nếu mà ở dưới vùng thấp á, bây giờ mình vào đây ngồi như thế này em là chạy mưa mập luôn. Cái dưới nhà chỗ ruộng anh ấy. Vâng. Ở ruộng anh cũng thế. Vâng, chạy mưa nóng lắm. Thế chuyển hết đồ xuống đây chưa? Chuyển hết đồ xuống rồi. Nhà trên này bây giờ để cái gì? Không để cái gì, bây giờ con gà mấy con chó đi kèm cho nó ấy hết rồi. Con chó đi vào ở à? Vâng. Con gà con chó vào ở? Nó vào đấy. Mình cũng đúng của rồi nhưng mà... Ôi rồi rất là cao hơn rồi nhưng mà không có nhà mới này thì... Hôm nay không hỏi được rồi. Rất là cảm ơn tất cả các bác, vâng, các cô quý mẹ thường quân. Vâng. Giúp đỡ cho... Anh có cái căn nhà thì anh bây giờ anh cũng vui rồi. Rất là vui rồi. Bây giờ nhà cửa nói chung là từ trước xây đến ngày hôm nay thì mình thấy là thực ra những cái căn nhà ngày trước cháu xây nhà của cháu á, xây nhà của cháu còn xây cái gạch không phải là lúc đấy là mình xây cái gạch bi. Lúc đấy xây gạch bi là thường á là khoảng 1-2 tháng là có một số những cái vết nứt. Nhưng mà cái căn nhà này mình thấy là không bị nứt một tí nào luôn nhé. Đây những cái vị trí này rất là kín luôn, không bị nứt một tí nào. Hay là đứng là gạch bi mới nứt nhỉ anh? Nào lúc trước cái gì nhỉ, anh em trai của anh bảo là gạch bi nứt. Nên là riêng bếp nhé, thường nhé bếp là hay bị nứt đó, nhưng mà bên này em thấy là bếp cũng không bị nứt một tí nào luôn nhé. Đây, kể cả những cái những cái chát này cũng không bị nứt luôn. Không bị nứt một tí luôn. Ngày xưa nhà cháu, lúc đấy nhà em có mấy cái căn nhà ở được 3 năm ấy, nứt còn là nhìn được thông bên ngoài luôn mà. Nhà gạch bi ấy, nhìn được thông bên ngoài luôn. Đấy, mình thấy là bên trong tất cả là rất tốt. Cái đây thì khá là ổn. 3 phòng ngủ như này là rất rộng rãi. Mấy nay vợ không đi tập xe à? Chỉ mua xe. Đi xuống bao. Nắng đi á? Nhưng mà lúc xuống ở dưới này tập thì ai đưa xe xuống? Từ đẩy đi. Không cố gắng tập đi làm sao mà đi đâu còn đèo anh chứ. Nó có phải cố gắng tạo cho biết như thế. Rồi anh bây giờ dám chở anh chưa? Bây giờ còn chưa. Bây giờ chắc là vợ anh chắc một mình không dám đi hết trước đúng không? Nó không chở cho mình, nó một người đi lại. Đi ở dưới đường to đúng không? Chứ đường nhỏ đấy không dám đi đúng không? Đường nhỏ này nó cũng chụp với mấy thì nó không đi được. Anh bây giờ là tờ mẹ ngã à? Không, nhưng mà đi bộ. Vợ ngã mấy lần rồi? Cũng
đi xe ngã, tập xe ngã mấy lần rồi? Không ngã. À, xe đấy là mua cuối cùng mua bao tiền nhỉ? Đây anh, mua anh tưởng ra 5 triệu là đắt quá. Xe này 5 triệu quá đắt. Xe trên nhà em, bây giờ em có một cái con cũng xe đời em như này, là em bán 5 triệu nhưng mà cũng không ai lấy luôn. Nhưng mà nó tốt lắm, cái gì nó tốt lắm. Cái này chỗ nào cũng buộc vào này. Nó chở cát kia, nó làm rơi cái này để xong cái kia. Hôm nào trước đấy đi sửa không? Chưa sửa, nhưng mà thế anh tự đi mua này, không phải chú San đi mua cho à? Không, xe này là lúc vốn dĩ là xe cũ của anh, thì anh tự đi mua lại. Không có vợ đi nữa, mình xem bán đi rồi nữa. Anh tự đi mua. Chú San mua cho, chắc nghe bảo chú San đi mua. Đi xem ra đó mà em là em không địch lấy rồi đấy, tại sao anh lại lấy? Kiểu là đi mua chỗ khác thì khó đi mua thì cũng phải mua thôi. Chú bổ máy thì nó để ngoài trẻ con cát cái ý này thôi. À, cát thì yếm nát quá. Chỗ này vỡ hết rồi, đầu xe sắp rơi rồi. Không, nhưng mà cho vợ tập thì kệ đó. Tầm một thời gian biết lái rồi kiếm tiền mua cái mới. Sau này có cho vợ đi làm thuê không? Không. Không cho vợ đi làm thuê à? Con cho đi làm thuê trong quân là sợ nó trốn đấy. Không có ai giúp mình nữa. Đây, đứng lên em bảo. Không có ai nấu nướng cho mình ăn đấy. Nói chung là các bác, ngày nay thì cháu tiếp tục ghé qua đây chia sẻ một chút cái cuộc sống của anh Tùng. Thì khi mà có nhà cửa, mọi cái thì cũng đỡ hơn một chút rồi. Cái xe thì cũng có một cái rồi. Đấy, nói chung là bây giờ cái thiếu thốn á, là như các bác thấy này, ở nhà quanh quanh ấy thì cũng không kiếm ra tiền đúng không anh Tùng? Nhưng mà cố gắng là, nếu mà ở nhà thì cố gắng là chăn nuôi một chút. Nuôi gà, nuôi lợn, các thứ thì bán được đồng nào để mua gạo. Chứ còn gọi là như anh đã nói đấy, đi làm thuê cho vợ đi làm thuê Trung Quốc thì đúng là không an tâm lắm. Đi làm rồi hai trốn mình ấy, kiểu gạo. Mình kiểu là mắc kém ấy. Ừ, anh mắc kém rồi, nhưng mà gạo đúng, nghĩa là họ gặp chúng người mà lừa họ thì họ đi, bên đấy là họ hay như thế lắm. Đúng rồi. Kiểu là bên đấy không có vợ ấy. Vâng. Dù là ở đây xấu thật nhưng mà đi bên đấy chưa chắc là xấu đâu. Vâng. Thật đấy. Đúng rồi, chính xác rồi. Nên là vợ trước của anh đi làm rồi cuối cùng mới trốn luôn. Nó đi chợ của cải, nó đi chợ của cải thì nó theo hộ đi rồi. À, đi được bao nhiêu lần? Nó đi mấy lần chợ của cải Trung Quốc thì sau này nó phải trốn đi Trung Quốc. Đấy, nên là em cũng đến đây thăm anh một chút nhé, xem một chút nhà cửa các thứ thôi. Chung là thời gian sắp tới thì cố gắng để khắc phục cái cuộc sống, có gì khó khăn thì cố gắng nhé. Nước non các thứ là cố gắng tiết kiệm để còn gia đình mình sinh hoạt các thứ thoải mái hơn. Chứ không bị như năm ngoái là ăn nước ao là bẩn lắm ấy. Nhá. Nhưng mà kỳ lạ là mọi người ăn nước ao đấy mà dưới này có ông bác cũng sống lâu lắm. Như là người ta nói câu ăn vẫn sống lâu, là có chính xác không? Thì ra là nước ao rồi là toàn ăn nước pro hết đấy. Nhà em trai cũng ăn nước pro, còn gì? Trong bảng này toàn ăn nước pro chỉ cũng một số ít thôi đúng không? Số ít mới có nhà tôn đúng không? Có 3 hộ, 4 hộ là nhà tôn thôi. Đấy. Bà con của mình cũng nhà tôn rồi. Là cuộc sống bà con rất là khó khăn. Nên là em lên trên này thăm anh một chút rồi nhá. Video ngày hôm nay thì cháu cũng xin cảm ơn tất cả các bác của chú anh chị và thay mặt anh Tùng, và cảm ơn các quý nhà hảo tâm thời gian vừa qua vẫn còn quan tâm đến anh Tùng. Có hai nhờ hỏi xem cháu San là bây giờ cuộc sống của anh Tùng ra sao rồi, đã xuống nhà ở hay chưa, đã có vào nhà mới hay không. Thì cái đợt vừa rồi là tại vì không có đủ kinh phí cũng như là để tiết kiệm trong cái số tiền vào nhà mới có thể là 3-4 triệu thì mua gạo cũng đủ ăn gần năm rồi. Đấy, nên là cháu cũng thống nhất là không có vào nhà mới các bác. À, thổi thổi à? Thổi thổi cửa.
Nhưng chỗ này phải lao. Chỗ này phải cái này phải lao lao. Đây là lầu bụi ấy. Bụi. Đúng không? Đúng. Mát mát bây giờ trước ong đốt có khỏi chưa? Khỏi rồi. Khỏi rồi đúng không? Vâng. Ừ. Vừa rồi mình còn đây chơi nói chuyện chút. Hôm vừa là ngày xưa cái việc giữa lồm xồm giữa anh Tùng và Ca rồi kia thì những cái đó là qua rồi thì thôi anh Tùng nhờ. Thế nhá. Cố gắng lên nhá. Mắt mình không được bình thường thì cố gắng lên. Cố gắng lên chăm sóc tốt cho các con nhé. Nhắc nhở các con học hành, cố gắng học vào. Mình như thế này thì các con phải sau này phải thành đạt. Anh hiểu không? Lúc con bắt đầu đi học thì phải cố gắng nhắc các con là cố gắng học. Cố gắng học nghe lời cô giáo thứ nhé. Em về nhá chị nhá. Bé một trễ nào. Thế nhá. Video này thì cháu xin kết thúc tại đây các bác nhá. Xin cảm ơn các bác cô chú anh chị rất nhiều. Xin chúc